chưa? Lấy mẫu của anh vì lấy mẫu đưa bì á, làm xét nghiệm được. Như bây giờ đang đói, có ăn có em cứ lên quanh thế nhở? Thôi em cứ đói no nó quan trọng nhiều em. Nhưng cái này không phải là siêu âm anh thứ mình nói nó giờ vào xét nghiệm là được luôn. Đừng ăn mấy cái vớ vẩn vào trong xét nghiệm nó sai lệch kết quả. Một anh sẽ có một hai tháng đến một tháng nó vẫn xét nghiệm được. Được đâu, 2 tháng nó nhỏ, nó chưa. Tóm lại đừng loay quanh đây là em cũng không. Em bây giờ em từng cái lưu duyên nữa. Tóm lại như nào? Em lưu duyên. Anh là sợ à? Sợ cái gì à? Không phải chứ mà. Anh đây đây đây. Không phải. Anh nghe bác sĩ rồi. Anh bảo bác sĩ rồi. Bác sĩ đang cái này gì? Ừ, nó ở trong khoa này. Rồi đi vào. Đi 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 đi. Anh từ từ đã anh. Từ làm sao? Gì vậy? Bình nghĩ bây giờ mà khám nữa làm sao? Em sợ đau ông sợ. Mọi người hỏi anh là em khám xét nghiệm ở đấy nhá, không có ảnh hưởng gì cả, không ảnh hưởng gì cả. Nó bé đi, đi vào đi, bác sĩ đang đợi trong nhà rồi em. Đi em vào. Nghĩ là không ấy đâu. Không ấy làm sao? Bây giờ sợ bây giờ anh xem nó bé về đau. Thì em bảo đi xét nghiệm rồi xong lên đây chỗ bệnh viện này đông người em lại loanh quanh ra. Đi vào đây, lên đây. Em đứng vào đi anh hẹn đi vào đây trong nhà rồi, trong khoa rồi đi vào đi xem. Anh cứ bỏ tay ra em đã, em vào khám đi. Bây giờ muốn như nào? Tinh thần phải bình tĩnh. Nhưng mà làm sao? Giờ anh gọi anh bảo nha. Anh chuyện em với ta anh biết gì? Ừ. Hai đứa nó bỏ em nó về đến 2 3 tháng nay. Giờ nó quay lại nó bảo nó có bầu con em, anh xem chấp nhận được không? Cứ vào khám đi xem như nào đã. Thế chưa anh nào? Tinh thần chưa rồi được ổn định em vào. Thì em được lên quanh. Bây giờ muốn như nào? Em muốn như nào nói luôn. Từ từ đã rồi vào sau anh. Giờ em loanh quanh chỗ bệnh viện đông người, em cứ làm như ở nhà mình không bằng, nhưng mà ở đây mà rằng co với nhau. Cái gì mà rằng co ở đây mất hay đi em. Bây giờ vào khám rồi khám một lúc rồi xong mà. Anh Hà, anh hẹn em bác sĩ một mình mà. Người quen của anh hả? Người quen của anh. Chỗ anh Hà anh hẹn rồi. Giờ vào đi. Chỉ xét nghiệm một lúc đấy xong là đến tầm một ngày sau là có kết quả này, tầm đấy tầm đấy chắc cái tầm đấy, nói chung vào xem bác sĩ bảo bảo bao giờ có kết quả thì em vừa mới lên đi người đi người xa đúng không? Giờ nha anh nói thằng em nha, nếu không xét nghiệm anh không bao giờ anh nhận được bé mà đừng bao giờ tìm anh nữa. Có tí không xét nghiệm anh không biết được con của anh nên là đừng có vớ vẩn. Nhưng mà con của anh thật đấy. Con của anh thật. Dạ em không con của anh. Còn nếu mà con của anh gọi thật thì mình nên vào mình khám. Nhưng mà anh em bảo, chắc chắn là cái con của anh. Anh bảo không xét nghiệm giờ nó cứ bảo con của em thì ai mà biết được. Anh nói chung anh không biết mày ý, trang như nào thì không bây giờ đã lên tới đấy. Đấy cái chuyện đợt trước em nói em anh biết rõ cái gì thôi. Vào đi vào đi. Đi vào. Hay để lúc khác thôi. Một là em tự vào. Đang thì anh băng thì anh ngài điện rồi. Hai là anh đưa em vào. Sợ thì anh đưa em vào. Không em tự vào cũng được nhưng mà không được vào. Như anh đặt lịch khám vào mấy tháng? Vào khám một lúc rồi xong mà có cái gì đâu. Cái lịch bác sĩ người ta rất là bận. Có phải giấy tờ gì không anh? Không, em người vào người không ở mang nhưng mà... Ừ, mang chứng minh vào. Chứng minh, có mang chứng minh không? Hay làm gì? Rồi anh vào, anh với em vào. Anh với em vào xong là cần lấy mẫu. Không. Em mới dở người, cần lấy mẫu của anh đi. Không lấy mẫu của anh làm sao mình xét nghiệm được. Hỏi bác sĩ, anh gọi điện bác sĩ. Không đi ngoài, giờ vào thì người ta lấy mẫu. Anh gọi đưa em vào, hai đứa lấy mẫu của nhau nữa, đúng chưa? Lấy mẫu của anh thì lấy mẫu đưa bé, làm xét nghiệm được. Như bây giờ đang đói, có ăn có. Em cứ lên quanh thế nhở? Thôi em cứ đói no nó quan trọng nhiều em. Cái này không phải là siêu âm anh thứ mình nói nó giờ vào xét nghiệm là được luôn. Đừng ăn mấy cái vớ vẩn vào trong xét nghiệm nó sai lệch kết quả. Một, anh sẽ có một hai tháng đến một tháng nó vẫn xét nghiệm được. Đâu 2 tháng nó nhỏ nó chưa. Tóm lại đừng loay quanh đây là em cũng không em. Bây giờ em từng cái lưu duyên nữa. Tóm lại như nào? Em lưu duyên. Anh là sợ à? Sợ cái gì à? Không phải chứ mà. Ừ, bây giờ bé phải khám nhớ sao? Sao bây giờ, địch mày. Bây giờ anh suy nghĩ lại thôi. Đi bây giờ mà con mai sau không đẻ ra lại bảo bố mẹ nó. Bố mẹ nó nếu bây giờ không trách nhiệm thì không biết bố mẹ nó ai mà mai sau thì bố mẹ nó. Thì em bảo là chắc chắn là con của anh rồi. Chắc chắn em lấy cái gì ra đây để chắc chắn giờ anh nói chuyện trên giấy tờ chứ phải là nói chuyện bằng mồm. Bây giờ thì cứ vào khám em mất mát gì đâu. Nếu mà đặt vào trường hợp anh giờ tự nhiên rồi bỏ nhau 2 tháng rồi. Giờ quay lại có 2 tháng rồi thì bây giờ bảo trong 2 tháng đấy sao em không nói cho anh khỏi biết. Ai biết ăn phải, ăn nằm nó ngủ với ai biết. Anh định sao mà em về nhà em tại em tính giấu anh cô nhưng mà bây giờ phát hiện ra là có thai. Như vậy nữa. Bây giờ vào. Qua đây anh không tin anh tại anh xét nghiệm. Vào đây là xét nghiệm chẳng nghe như nào là biết hết luôn. Vào xét nghiệm con đi. Anh không còn con của anh thì nó rõ ràng mà ra đây bảo. Đừng đây mày đừng đấy. Để nó nhẹ nhàng bây giờ. Mà cứ để nghe xem mà vào anh là thì bác sĩ rồi, vào xem như nào. Nó đang loanh quanh không dám vào bởi vì không bao giờ là con của em được. Anh bảo lần trước anh thì anh không biết. Lần trước anh bảo nha, nó bỏ em về 2 tháng đến 2 tháng này giờ tự nhiên nó lên đây. Em ngoài đang yêu nhau. Lên tự nhiên nó đùng đấy mà mày xem đấy, anh thì chưa nói chuyện với nó hoài mấy ngày nó hỏi anh ấy.
con này nó lên này, đó, xong rồi là anh nó bảo xem anh còi dạo này xem nó cứ cảm giác nhạt nhạt với em nó như nào. Nó gặp Hoài, nó gặp Hoài xong là nó dám nhận nó là người yêu của em. Em bị tẩn rồi. Anh chưa nói gì đâu. Thôi bây giờ cứ nhẹ nhàng nói. Bọn em đang yêu nhau. Mày cứ vào mới khuyên nó bảo vào đi thắm một tí là xong. Kéo nó về nhà nó yêu ai nó ăn nằm ngay xong rồi. Nó có bầu xong là lên đây ăn vại em. Rồi. Em cho vào xét nghiệm là tịt luôn. Chúng ta cứ khám nghiệm cả em nữa và hai khám đồ chiếu của em với của nó nữa xem nó trùng nhau không không. Có một mình nó xong rồi vào xong rồi đi đâu yêu đang yên đấy. Ngoài ra tự nhiên. Bây giờ cứ vào xem như nào. Đừng đến đây làm em lên đây nó. Thôi ta hãy vào đây. Em giờ em kê còi đi, em bảo hai đứa đi khám. Thôi một mình em vào cũng được. Một mình sao được, bây giờ cả hai người vào chứ. Anh ở đây đi, em một mình em vào. Em biết chỗ nào đâu. Em vào khám trước xong rồi anh ra khám. Anh không. Bây giờ đang ngán thì cả hai đứa vào. Em làm sao anh không vào làm sao mà lấy bố anh. Đúng vậy. Ý này em phải. Em lấy trước rồi bắt đầu anh vào anh. Cả hai vào lấy cơ mà. Cả hai đứa vào lấy bố đàng hoàng. Nhưng mà em như nào nói lằng nhằng được em đi. Nói chung là bây giờ để một mình em vào. Thế nào? Mình em thôi anh bảo em mày cứ vào đi. Nhưng mà anh đặt cái bác sĩ rồi, bây giờ em vào trước một mình. Rồi. Vậy thì một bác mình sĩ em vào trước. Bác sĩ nhận hết rồi. Cứ anh cứ ở đây cho em vào. Anh còn cứ vào xem. Hay thôi. Thôi, anh ở đây. Rồi, em không vào lên lần sau lấy mẫu em vào. Lấy mẫu được nhỉ? Đấy chứ cặp đấy vào. Rồi vào, anh cho em xin cái cơ hội cuối cùng. Nha, giờ mà vào đi ơi. Là sự thật nó sẽ được phơi bày ra. Nên là em giấu gì thì em nói luôn. Đỡ phải mất. Đấy, anh không biết chắc là mai thì mình sẽ không bảo mất thời gian của nhau. Bác sĩ bác bảo cái gì thì mình trả lời người ta đấy, anh sao biết được. Còn nếu mà em lừa anh ấy thì em nói thẳng ra thì đi, bây giờ đi về thôi, xét nghiệm nữa. Không, em có lừa anh đâu, nhưng bây giờ thôi một mình em vào. Khỏi đau đớn, khỏi mất thời gian của nhau ra. Thôi một mình em vào đi. Bây giờ mà vào ấy không giấu được đâu. Thật, bởi vì công nhận đến hiện tại không bao giờ xét nghiệm nhầm được. Anh bảo cứ vào khám đi xem nào, anh còn đưa Trang vào khám đi, hai đứa đều khám không xem được, nào khác. Anh lại in cho xin đấy, còn suy nghĩ đi, bây giờ thì đã lên tới đây rồi thì giờ lên đến vào khám một tí xong rồi. Bây giờ khám nó đau, em sợ em suy nghĩ gì đấy, không phải nếu mà em nếu mà em lừa anh thì em coi như em thừa nói gì cả, anh cũng không trách em, nói chung là không phải em về đâu, em không lừa anh, nhưng mà cái này là con của anh thật, còn em không lừa anh đâu. Con của anh bây giờ, còn nếu mà em vẫn khẳng định con của anh thì phải vào xét nghiệm rồi. Nhưng mà xét nghiệm xong quả. Nếu mà nếu con của anh nhận. Dạ. Còn không phải con của anh nha. Còn không phải con của anh. Thôi nói chính về được. Nói đừng nói là mình làm việc cuộc sống của anh. Đưa 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 nó vào. Bây giờ em muốn em cứ lằng nhằng làm gì? Thời gian của anh. Bây giờ phải khám xong thế nào? Sợ cái gì? Không có gì mà phải sợ cả. Sợ được bé thêm một thôi, còn em thì không ảnh hưởng gì đâu, nhưng mà em sợ được bé này thì có đâu bây giờ bác sĩ mà bây giờ nhớ đâu nó đau, bây giờ nó không bé phải xét nghiệm thì biết là con của ai, anh mới chịu trách nhiệm cho em được. Không, bây giờ anh không thương con à? Giờ bây giờ anh vào, không thương con không, à? Không biết con của ai thì anh không thể nào chịu trách nhiệm được đấy, em xem này. Anh phải nghĩ đến con chứ, bây giờ nó bé về phải thương. Nghĩ đến con thì cũng phải nghĩ đến anh. Giờ vì nhận thức của anh, anh phải làm vậy. Nhưng mà em chắc chắn đây là con của anh rồi, anh ngày một không ngày tin em lên, xong là em đổi cho anh, làm sao mà được? Nhưng mà đây là con của anh, sao anh không tin nhỉ? Bây giờ anh làm những chuyện đấy mà. Thế không thì không có giấy tờ. Vào giấy tờ mới biết được. Anh đưa em vào. Giờ đấy anh lên vào xét nghiệm. Chưa được. Thế thôi để em một mình em vào cũng được. Hai đứa vào. Em biết chỗ nào mà vào? Bây giờ em anh đi chuyên ngừa. Khoa khoa nào? Giờ vào thì nó lấy mẫu của em. Lấy mẫu nước cái gì anh có mở? Anh lấy mẫu anh. Anh coi anh biết đấy. Giờ đi vào. Em bảo hẹn rồi đi vào xem. Anh ngồi đấy đợi. Hai đứa mới vào xem như nào nhá.